365 ngày lại trôi qua, 8760 giờ đã chưa xa. Tết đến xuân về năm mới cân kề và giao thừa đã tới rất cập kề. Nào kéo chèo 4321 cụm ly mình lao đèo, không khí xung vầy xung quanh thật huyên náo, pháo hoa ngập trời đêm nay một thế nào. Gặp người ta chúc xuân này, chúc như nhà một năm no ấm đủ đầy, thêm một tuổi mới gặp nhiều điều may, anh em cầu được ước thấy. Người ta gọi đây là Tết cổ truyền, với những tập tục đã trở nên phổ biến, mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên và bánh chưng xanh có cả một câu chuyện. Chắc mà thế là hết năm này, ngoại phố bưng bán người sống mang say nhạc xuân.